nó mình chi nhá. 1 2 Wow! Ôi trời ơi vui thế. Chị sẽ thắng chủ. Suốt từ sáng đến giờ bây giờ đang đi tìm ở dưới đây xem có con gì không ấy. Xem lâu thế, ngồi đây. Hiện ra từ sáng. Wow. Ôi, lại có đồ chơi à? Ui, nhìn này. À, chị biết cái trò chơi này rồi. Cho quả bóng vào đây xong bắn đúng không? Thật thổi cũng nhỉ. Thổi được không? Chị bóc nhá. Thế à, ai mua cho em ấy? Em đây, đồ chơi xịn nhá. Đồ chơi xịn à? Wow. Em lấy màu sao? Em lấy màu nào? Đây là chơi này khó lắm, màu gì cũng được. Đây, ít siêu nhân thật là dễ tính. Siêu nhân cái đấy à? Chị cái này, để... nhưng mà chưa biết cách chơi như thế nào ấy, để chị xem nào. Để bắn chứ. À đây, cho quả bóng vào đây đúng không? Đâu chúng mình bóp vào đây đúng không? Chị thử nhá, siêu nhân nhìn chị này. Chúng mình phải đậy này, nó bay mất. Wow, đúng rồi, yeah. Chị ví dụ bắn thử xem ai cao nhá. 1 Em nhìn này. Wow, đấy. Bắn nó mình đi rồi. Ôi, bắn nó đi kia, đằng kia thôi. Thôi chị em mình chạy ra kia chơi đi. Wow, quả có xu đây rồi. Đây, 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 đây. À, chị em mình đứng đây chơi. Ê, lên lại đây cho xem. Rồi nhá. Chị cái xu cùng ngồi bắn thử xem ai thắng nhá. Đấy này nhá, hai đứa mình chi nhá. 1, 2 Wow, ôi trời này vui thế. Chị sẽ bắn thử. Wow. Lấy quả này nữa, chị lấy quả này nữa. À, chúng mình quả nó giống nhau mà. Hay nhở, trò chơi này hay đấy. Này, nhìn này, nhìn chị này. Bắt được luôn. Thấy chưa? Siêu nhân thử xem có nào được như chị không? Hắn đây. Đấy giúp. Nhắc giúp. Nhìn chị nhá, nhìn chị này. Đấy, thấy chưa? Em thử đi, em thử đi. Đấy, chị lấy được rồi. Chẳng được chơi hay thế. Em bắn đầu chị này nhá. Ờ, thử nào. Thấy chưa? Chị siêu chưa? Siêu nhân nhé, siêu nhân thử xem có bắt được của chị nhé. Siêu nhân thử xem có bắt được của chị không nhé. Bắt. Siêu nhân không siêu rồi. Siêu nhân nó kêu. Yeah, chỉ có 2 quả thôi. Có chị đi về. Trêu em thôi, thôi chị em mình về đi. Về đi, về còn học bài á, mai còn đi học á. Bây giờ cứ chơi lâu á. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.